Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Cảm ơn chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ của em ngày hôm nay. Em tự giới thiệu em là Đạt, phụ trách bán hàng tại showroom Từ Quý Auto, địa chỉ tại bên em tại số 95A đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Và bên em là địa chỉ chuyên cung cấp các dòng xe hơi đã qua sử dụng, và đặc biệt em chuyên làm các dòng xe lướt đời cao. Vào cái tuần vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị rất nhiều sản phẩm, mẫu mã mặt hàng bên em được bày bán. Và hôm nay nhà em mới về một vài mẫu xe rất là hot khác. Ví dụ điển hình như là em đang có khoảng 4-5 con Honda City các đời các bạn. CVT có, Top cũng có, Seato, rồi Hyundai Tucson. Thì ngày hôm nay thì em chỉ làm những cái mặt hàng mới về thôi anh chị nhá. Còn những cái mặt hàng cũ như kiểu Camry này, Elantra này, Civic thì em đã giới thiệu cho anh chị ở trên cái clip lần trước rồi ạ. Mong anh chị hãy lục lại và xem giúp em. Thì hôm nay giới thiệu cho anh chị một chiếc Hyundai Tucson. Con này là Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo, sản xuất năm 2018, xe chạy được 26.000 km, đăng ký biển gốc thành phố, tên cá nhân một chủ từ đầu, màu trắng có thất kem. Cái dòng crossover này thì nó cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe như CX-5. Đó, đối thủ trực tiếp luôn anh chị nhá, CX-5. Thì ưu thế của cái dòng Tucson này nó chính là cái độ vững chãi và khung gầm tôn vỏ rất là chắc chắn. Độ ồn thì nó hạn chế rất nhiều so với cả chiếc CX-5. Và hơn thế nữa, nó có một cái option em rất là thích, đó chính là một cái cửa sổ trời toàn cảnh. Nhất là khi anh chị đi du lịch ở trên biển hay là lên những cái vùng núi, anh chị mở cái cửa sổ trời này ra thì nó có một cái thẩm mỹ cực kỳ cao. Con này thì em đang chào bán nó với giá là 875 triệu đồng. Hoàn toàn giá cả khi em báo giá cho anh chị đều có thể thương lượng được khi anh chị gọi điện trực tiếp cho em, hoặc các bác qua cửa hàng của em để xem xe. Showroom em thì lại ở số 95A đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội anh chị nhá. Nhắc lại một lần cho anh chị nhớ ạ. 95A đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây, đối thủ trực tiếp với nó đây, hôm trước giới thiệu cho anh chị rồi. CX-5 2.5 216 một cầu. Siêu phẩm này là mới về nhà em này. Một chiếc Kia Seato bản 2.0 Premium. Chiếc xe này được sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu tiên vào năm 2019 nhé các bác nhá. Đây là thế hệ mới nhất của Kia Seato mà được Thaco Trường Hải phân phối tại thị trường ô tô Việt Nam. Con này có ngoại thất là màu sơn trắng, còn nội thất của nó là màu đen pha đỏ, rất thể thao. Trang bị động cơ là 2.0 lít, xe đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ từ đầu. Vì sao em mà nó là siêu phẩm? Bởi vì nó chạy có 13.000 cây thôi, sơn zin còn cả xe luôn, chưa về một giọt sơn ngoài các bác nhá. Và bên trong nội thất ni lông giấy bóng còn chưa kịp bóc. Anh chị hãy tưởng tượng một chiếc xe mà đã đến khoảng hơn 2 năm tuổi đời rồi, 2 năm tuổi mà nó mới chạy được có 13.000 cây thì nó mới như thế nào ạ? Cực kỳ mới, mỗi năm đi khoảng 5.000 cây, tức là mỗi ngày chắc đi được giỏi lắm rồi 10-20 cây gì đó. Nói chung là miễn bàn về chất lượng những con xe nhà các anh chị ạ. Và con này em đang bán là 665 triệu đồng anh chị nhá. Nếu mà sau 5 ngày nữa khi thuế đã trở lại 100% thuế, hay là ở Hà Nội hay là Sài Gòn là 12% thuế ạ, thì các bác đã tiết kiệm ngoài được khoảng 150 triệu rồi. Cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe rất mới, 13.000 cây. Đây, bắt đầu đến một cái dàn City em muốn giới thiệu cho anh chị này. Con này là Honda City bản CVT. Xe đăng ký và sản xuất năm 2018, đăng ký cũng biển thành phố, tên cá nhân một chủ. Đợt này thì em mua rất nhiều xe biển thành phố về để phục vụ các bác đi Tết. Và hơn thế nữa là cái xe biển thành phố này thì anh chị hãy yên tâm, bởi vì người dân trong thành phố thì nếu có một cái hay anh chị nhá, xe biển trong thành phố ấy ạ, thì nếu mà có va quệt thì nó chỉ là va quệt nhỏ thôi. Còn xe ở tỉnh ấy thường đã quệt ấy, thì quệt rất là nặng. Vậy nên cái sơn si hay là những cái chất xe ở thành phố em rất là thích. Bởi vì sao? Xe người ta giữ hơn, bảo dưỡng đầy đủ hơn là những chiếc xe ở tỉnh. Con này thì em đang chào bán là 525 triệu đồng. Những cái em vừa chia sẻ ấy, thì nó chỉ là cái quan điểm cá nhân của em thôi các bác nhá. 525 triệu đồng cho một chiếc Honda City bản CVT, sản xuất năm 2018, đăng ký biển tỉnh, đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ. Màu trắng, nội thất con này thì vào da màu kem rồi, rất là đẹp. Tiếp theo đây em lại có một chiếc Honda City khác, con này là sản xuất 2017, thế hệ mới, bản top nha các bác nhá. So với cái bản CVT vừa nãy em giới thiệu cho anh chị ấy, thì con này nó có khác một chút ở bên trong nội thất, đó chính là điều hòa, nó là điều hòa điện tử. Và bộ đèn của nó này là bộ đèn full LED, không phải là đèn halogen bóng chóa như kiểu của con CVT. Và hơn thế nữa, trang bị an toàn của nó thì có lên đến là 6 túi khí anh chị ạ. Con này thì em đang chào bán với giá là 535 triệu đồng cho một chiếc Honda City Top 27. Nó hơn con CVT 2018 một chút, nhưng về cơ bản nhìn ngoài chả khác gì nhau đâu.
có một chút an toàn và tiện nghi bên trong của nó khác nhau một chút thôi. 535 triệu đồng anh chị nhá. Ở đây em có tiếp một chiếc Honda City CVT 2017. Con này thì em đang chào bán với giá là 499 triệu đồng cho một chiếc Honda City CVT 2017 màu xanh, nội thất đen. Con này thì đã được vào một bộ ghế da màu đen rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái con bản CVT này ấy, về cơ bản thì nó vẫn là nội thất là bằng nỉ. Thì chủ cũ đã được độ thêm bộ ghế da rồi, nhìn trông nó sạch sẽ và sang trọng hơn rất là nhiều. Con này thì mới chạy được có gần 3 vạn cây. À, hơn 3 vạn cây, rất là mới, đăng ký biển tỉnh. À, đăng ký biển thành phố. Em xin lỗi. Và tất cả các xe biển thành phố khi anh chị đăng ký về biển Hà Nội ạ, thì anh chị sẽ không mất tiền biển đâu anh chị nhá. Anh chị chỉ mất 200% thuế sang tên và tiền dịch vụ đăng ký thôi. Tóm lại là đăng ký những con này thì anh chị mất khoảng tầm 10 triệu. Hầu hết là như thế. Không biết ông chef đã giới thiệu cho anh chị con này chưa? Con này khá là đẹp này. Một chiếc Kia Seato bản 1.6 Luxury. 1.6 Luxury. Con này thì chạy được 2.6 km, đã được độ lên một bộ lốp và vành la răng rất là đẹp. Em sẽ review chi tiết con này trên cái trang kênh cá nhân của em là Đạt Lê Iska. Em rất kính mong anh chị sẽ quan tâm theo dõi. Con này thì có một trang bị là màu xám gray. Đây là cũng là một mã màu rất là mới. Có thể nói là hot trend của một vài năm nay đấy. Như kiểu Mazda nó ra cái bản màu matching gray rất là đẹp. Kia cũng ra cái màu này. Và hay BIM hay MEC cũng ra cái màu này. Hay ở trên BIM thì nó có màu xi măng. Đấy thì nhìn mặt ca lăng con này rất là đẹp. Ngầu. Con này thì em đang chào bán là 620 triệu. Xe đăng ký biển tỉnh tên cá nhân một chủ. Bản này là bản 1.6 Luxury. Đấy, em vừa giới thiệu cho anh chị một cái vài sản phẩm mới về của nhà em. Thì ngoài những sản phẩm này ra thì bên em vẫn đang có khoảng 4-5 xe sắp về. Ví dụ như em có một con Honda City bản top cũng màu xanh, cũng biển thành phố, chạy được 3 vạn km rất là mới. Con đấy thì em đang bán là 555 triệu đồng. Em cũng sẽ review chi tiết con đấy sau. Và Colorado án tải này, Mazda 3 màu đen, Mazda 3 màu trắng, Mazda 3 màu xanh đen, nói chung là rất là nhiều. Mazda CX-5. Thì những con đấy thì em sẽ xin phép hẹn anh chị vào giữa tuần sau. Em sẽ lên sóng để có thể cập nhật tình hình xe cộ cho các bác kịp để lấy một chiếc xe để đi Tết. Và tất cả các sản phẩm khi bên em bán ra đều được bảo hành cam kết và chất lượng tốt nhất. Xe không có đâm vang, gập nước, hồ sơ pháp lý an ninh đảm bảo, không có phạt nguội. Động cơ khung gầm, máy móc phục xuống nguyên bản. Khi mà anh chị mua xe tại cửa showroom của em thì anh chị có quyền mang xe đến bất cứ đâu để kiểm tra. Và em cực kỳ ủng hộ việc đấy, bởi vì sao? Khi em đã cam kết cho anh chị về chất lượng rồi thì tức là các bác sẽ tin tưởng về việc đó, đúng không ạ? Nếu các bác không tin thì các bác hãy mang đi một bên thứ ba để kiểm định với chất lượng xe của bên em. Và khi mà xảy ra sai cam kết các bác nhá, em sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và em có hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, thủ tục cực kỳ nhanh gọn và đặc biệt em hỗ trợ được cả hồ sơ xấu. Vậy anh chị có cần gì thắc mắc về xe cộ hay là thủ tục vay vốn với ngân hàng thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0943332565. Em Đạt, cảm ơn anh chị quan tâm theo dõi. Xin chào ạ.